chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Gói hỗ trợ đã đến tay người lao động và doanh nghiệp. Hiệu quả mô hình thí điểm F0 chăm sóc sức khỏe cho F0 ở Hà Nội. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào tháng 8. Những tấm lòng sẻ chia giữa đại dịch Covid-19 ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tại các phiên giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã nhãn Việt Nam với các nhà nhập khẩu nước ngoài diễn ra mới đây, một số nhà nhập khẩu lớn đã bày tỏ quan tâm sâu sắc tới các sản phẩm nhãn của Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, các nhà nhập khẩu cũng đề đạt mong muốn nhập khẩu số lượng đáng kể các lô hàng nhãn tươi, sản phẩm nhãn chế biến của Việt Nam. Như vậy, trong gần 200 cuộc giao thương được diễn ra, tạo điều kiện cho gần 30 doanh nghiệp Việt Nam cùng các sản phẩm nhãn tiếp xúc và được giới thiệu đến gần 70 nhà nhập khẩu nước ngoài đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Pháp, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế kiến nghị về quy định thời hạn hiệu lực của xét nghiệm COVID-19 đối với lái xe vận chuyển hàng hóa. Hiện có tình trạng không thống nhất giữa các địa phương trong việc công nhận thời gian giấy xét nghiệm COVID-19. Sự thiếu thống nhất này đã gây khó khăn cho tài xế vận chuyển hàng hóa. Thực tế, với xe tải Bắc Nam, thời gian di chuyển dài, tối thiểu 3 ngày. Khi giao hàng xong thì giấy xét nghiệm đã hết hiệu lực, tài xế phải xét nghiệm lại, gây tăng chi phí cho doanh nghiệp vận tải. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nâng thời hạn hiệu lực giấy xét nghiệm COVID-19 lên 5 đến 7 ngày, áp dụng riêng cho tài xế vận chuyển hàng hóa. Việt Nam đang triển khai một số loại thuốc được cấp phép có 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong việc điều trị COVID-19 là những loại thuốc đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan sử dụng trong thời gian qua. Hiện Việt Nam cũng ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, Việt Nam đang có khoảng hơn 20 đơn hàng với nhiều loại thuốc khác nhau nhập khẩu từ nước ngoài để sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị cơ sở y tế điều trị COVID-19. Không cầu toàn, không chờ hết dịch, hết giãn cách mới bắt đầu hỗ trợ. Đó là tinh thần quán triệt sâu sắc của gói hỗ trợ lần này. Từ ngày 17 tháng 7, những doanh nghiệp và người lao động đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được tiếp cận với gói hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đây được xem là liều thuốc kịp thời tiếp sức cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất và tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc. Hơn 2 năm cầm cự, đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã khiến cho doanh nghiệp vận tải này tiếp tục liêu xiêu. Nhà xe cắt giảm chuyến, doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thua lỗ. Hơn một nửa số lao động đã bị cho nghỉ việc. Giờ đây, mong muốn của người lao động là được nhận sự hỗ trợ kịp thời từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Công ty gần như cắt giảm đến 80% các phương tiện và nhân sự thì cắt giảm một nửa. Rất là mong muốn cơ quan lãnh đạo nhà nước hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp được hỗ trợ thì bản thân người lao động như chúng tôi cũng sẽ được phần nào đấy cái hỗ trợ để ổn định lại cuộc sống. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đây là một trong những đơn vị doanh nghiệp đầu tiên đã hoàn thiện hồ sơ và được giải ngân nguồn vốn vay trên 3 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho hơn 600 lao động. Gói hỗ trợ này thì công ty chúng tôi cũng đã vay được vốn là hơn 3 tỷ đồng. Đối với ngân hàng chính sách tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ chúng tôi để mà tiếp cận được nguồn vốn và rất là nhanh chóng. Một trong những điểm mới của gói hỗ trợ lần này là không chỉ cắt giảm tối đa thủ tục mà còn mở rộng nhiều đối tượng thụ hưởng hơn so với trước. Tại cơ sở giáo dục này, 33 giáo viên mầm non nghỉ việc đã được hỗ trợ với mức hưởng 3.710.000 đồng mỗi người. Riêng lao động mang thai, nuôi con nhỏ còn được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng mỗi người. 33 cán bộ giáo viên của chúng tôi là được hỗ trợ, đấy cũng là nguồn động viên rất lớn đối với trường chúng tôi. Có thể thấy gói hỗ trợ lần này đã loại bỏ những thủ tục phức tạp. Các địa phương cũng đang nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ. Hỗ trợ kịp thời, đúng lúc sẽ là nguồn lực bổ trợ hiệu quả để người lao động, doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh. Tại Đà Nẵng, đời sống người lao động gặp rất nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ liên tiếp các đợt dịch COVID-19. Gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỷ đồng của Chính phủ cũng như gói 100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố được người dân rất trông chờ trong thời gian này. Mưu sinh trên khắp các tuyến phố, làm các công việc như kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ, bơm vá xe, bán vé số, chịu ảnh hưởng do dịch bệnh và thực hiện cách ly xã hội. Những người dân này đang rất mong ngóng nguồn hỗ trợ để trang trải bớt những khó khăn.
Cái gọi hỗ trợ đó thì giúp cho người dân, người lao động tự do như tụi anh nó thoát được cái những hàng ngày để trang trải hàng ngày cho cuộc sống càng sớm càng tốt. Thành phố Đà Nẵng chủ trương hỗ trợ thêm cho nhóm đối tượng không nằm trong nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, nhóm người có công bị bệnh hiểm nghèo được thành phố hỗ trợ hàng tháng, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật thì hưởng thêm 1 triệu đồng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hỗ trợ mỗi nhân khẩu 500.000 đồng. Theo trong cái nhóm 12 của 68 á, phân nêu giao cho địa phương á, thì thành phố thực hiện cái hỗ trợ mức 1 triệu rưỡi đối với những cái lao động không có vô cái hợp đồng lao động trong cái ngành mầm non như du lịch, rồi vận tải, rồi bên cắt tóc và vệ sinh giúp việc gia đình. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho các ngành lĩnh vực cụ thể chi trả hỗ trợ cho đối tượng lao động của ngành mình quản lý một cách thuận lợi. Riêng ba nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương duyệt danh sách để triển khai trong thời gian sớm nhất. Những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng hoàn toàn có thể làm việc bình thường. Họ có thể hỗ trợ nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân khác hoặc tự theo dõi sức khỏe của mình qua ứng dụng QR code. Mô hình này đang được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội triển khai, hy vọng giúp giảm tải cho nhân viên y tế và tránh được lây chéo trong các cơ sở cách ly. Bệnh nhân mắc COVID-19 này đang được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đức Giang. Chỉ có thể tự theo dõi sức khỏe của mình và hỗ trợ các bác sĩ đo nhiệt độ, độ bão hòa oxy trong máu cho các bệnh nhân khác trong phòng. Kết quả sau đó được gửi lên nhóm qua điện thoại 2 lần trong ngày để bác sĩ cập nhật. Các bác sĩ làm theo phương pháp này cũng rất là hay. Bệnh nhân chúng tôi được có cái công việc hoạt động vì ngồi một chỗ và nằm cũng rất là mệt. Thế thì cũng đỡ phần nào cho các bác sĩ và đỡ phải tiếp xúc nhiều những bệnh nhân mắc dương tính như chúng. Bệnh viện Đức Giang đang điều trị cho 89 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó có 9 ca diễn biến nặng. Những bệnh nhân khác có các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau nhức. Tại mỗi phòng bệnh, một người trong số họ được phân công làm nhóm trưởng, thực hiện phương pháp F0 theo dõi sức khỏe cho F0. Các bệnh phòng chúng tôi sẽ giao cho một người làm cái nhóm trưởng và lập cái nhóm Zalo. Zalo người ta tự áp tất cả những bệnh nhân trong cùng phòng với nhau. Sau đó người ta sẽ ghi lại cái nhiệt độ SpO2 3 giờ một lần. Sau đó ghi vào cái bảng biểu theo dõi chúng tôi đã in sẵn. Sau đó họ chụp vào gửi Zalo cho tôi có bộ phận ở bên ngoài xử lý. Việc quan trọng nhất của mô hình này là phát hiện các tiến triển nặng lên hoặc biến chứng của bệnh. Với kinh nghiệm điều trị gần 300 bệnh nhân mắc COVID-19, lãnh đạo bệnh viện cho biết phương pháp này không chỉ giúp bác sĩ điều trị mà tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều có thể theo dõi được sức khỏe của bệnh nhân và cảnh báo ngay khi cần thiết. Khi chúng ta áp dụng mô hình này thì vấn đề giao tiếp, vấn đề kiểm soát các triệu chứng, kiểm soát các cái vấn đề biến chứng của F0 thì nó sát hơn. Thứ hai là nó giúp bước đầu phân loại bệnh nhân. Chúng ta có thể trong những thời điểm nhất định không có thời gian mà khám hết, nhưng chúng ta biết ưu tiên khám những nhóm bệnh nhân nào nặng, chúng ta phải khám trước bệnh nhân nào cần để chúng tôi triển khai. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi sức khỏe F0 sẽ đạt hiệu quả khi tiến hành cách ly F0 tại nhà. Qua việc triển khai phương pháp này, bệnh viện sẽ không bỏ sót các triệu chứng của bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các địa phương đã cơ bản thống nhất với thời gian dự kiến thi đợt 2, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào đầu tháng 8 tới. Đối với những địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít có thể gửi thí sinh đến hội đồng thi của tỉnh, thành phố lân cận, những thí sinh thuộc diện F0 đã được phép đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông ở đợt 1 theo quy chế thi nhưng vẫn có nguyện vọng dự thi ở đợt 2 thì vẫn được phép. Dự kiến vẫn còn khoảng hơn 23.000 thí sinh, chiếm tỷ lệ 2,31% chưa thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ ngày 19 tháng 7, tỉnh Bắc Ninh đã cho học sinh trong tỉnh trở lại trường học để ôn tập, kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021.
Cụ thể, học sinh bậc tiểu học, học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8, bậc trung học cơ sở, học sinh lớp 10, lớp 11, bậc trung học phổ thông tiếp tục hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021. Đối với học sinh lớp 9 thực hiện kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Tính đến ngày 14 tháng 7, toàn tỉnh có 13 học sinh thuộc trường hợp F0, 31 trường hợp F1, 70 trường hợp F2. Trong khi với bậc học tiểu học, mầm non, việc tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội đang diễn ra thuận lợi, thì với lớp 6 lại không phải dễ dàng. Bởi lẽ vẫn phải tuyển sinh, trong khi hầu hết học sinh khối lớp 5 chưa hoàn thành chương trình học, khiến cả các trường và phụ huynh rơi vào thế khó. Nghỉ hè, nhưng tưởng là thời gian nghỉ ngơi của em Nguyễn Phương Anh. Song do chưa hoàn thành chương trình học lại năm cuối cấp, nên trong suốt 2 tháng qua, em đều phải duy trì việc học hàng ngày. Cộng với đó, việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 tới sẽ như thế nào khi chưa thi học kỳ 2 của lớp 5 là nỗi lo của cả em và bố mẹ. Cũng lo lắng cho phụ huynh và bản thân các cháu cũng rất là lo lắng mệt mỏi. Thế thì cũng rất là mong muốn là các cái nhà làm cơ quan lãnh đạo, các cái sở ban ngành có một cái giải pháp làm sao có thể là nghiên cứu một cái phương án là xét tuyển học bạ của các cháu từ những cái năm lớp 3, lớp 4, lớp 5. Sớm có giải pháp không chỉ là mong muốn của phụ huynh mà của cả các trường. Bởi trường có thể chủ động trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cho tuyển sinh, nhưng chưa biết thí sinh đăng ký có đủ điều kiện hay không. Vì thế, việc hoàn thành ngay tuyển sinh lớp 6 như các cấp học khác có theo đúng lịch 28 tháng 7 hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa hoàn thành cái chương trình tiểu học và đó cũng là một cái sự băn khoăn của nhiều phụ huynh cũng như là của các trường trung học cơ sở. Và vì lẽ thế cho nên là nhà trường cũng đang rất mong đợi là sẽ có sự hướng dẫn chỉ đạo cụ thể hơn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Trong khi các giải pháp để hoàn thành tuyển sinh cho bậc học này chưa ngã ngũ, thì kiến nghị lùi thời gian tuyển sinh trực tiếp cũng được nhiều trường đề xuất. Những ngày này với tình cảm và sự sẻ chia khó khăn trước dịch bệnh Covid-19, chính quyền và người dân Thừa Thiên Huế đã có nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về đồng bào miền Nam thân yêu. Những xuất quà, những chuyến xe cứ thế hướng vào miền Nam với biết bao tình cảm đong đầy. Mới đây, thành phố Huế đã phát động những chuyến xe nghĩa tình chở hơn 30 tấn thực phẩm khô, cá tôm và thực phẩm khác vào với đồng bào khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tình cảm của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, phụ nữ đại diện cho người dân thành phố Huế chung sức, chung lòng thực hiện chỉ sau 4 ngày phát động từ mặt trận thành phố. Trước đó, hơn 40 tấn nông sản từ các làng quê đã được gửi đến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua các kênh của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Nông dân tỉnh. Ở giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội khi số ca mắc mới chưa dừng lại, vẫn còn nhiều khu vực của tỉnh phải tiến hành giãn cách, phong tỏa khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Và trong lúc này, các hoạt động thiện nguyện, chung sức ủng hộ vì cộng đồng lại một lần nữa tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để tỉnh ta sớm chiến thắng dịch bệnh, mang cuộc sống bình yên trở lại cho người dân. Hơn 2 tháng qua, những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm, từ vật tư y tế đến cả gạo, nước, rau, củ quả, đã được các thành viên của tổ chức kết nối kinh doanh BNI Impact Hưng Yên chuyển đi khắp các xã phường, nơi tâm dịch trên toàn tỉnh. 62 thành viên, mỗi người một công việc, nhưng điểm chung giữa họ là tinh thần chia sẻ, ủng hộ và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh bằng những hoạt động thiết thực. Sau khi mà dịch bệnh bùng phát thì bản thân anh chị em chúng tôi đã tham gia đến nay là được 5 đợt. Với các cái nhu yếu phẩm chúng tôi cung cấp trị giá hơn 200 triệu đồng. Cái nỗ lực hết mình là mong làm sao mà sớm đẩy lùi được dịch bệnh cùng với toàn đảng, toàn dân là ra tay chung sức để cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và toàn thể đất nước quay lại cái nhịp sống bình thường để sản xuất kinh doanh. Tinh thần đoàn kết vì cộng đồng trong những ngày này không chỉ gói gọn ở một vùng quê, một gia đình, mà nó đã vượt qua ranh giới của cả quốc gia dân tộc. Đó là sự đóng góp của những người con xa quê, của các thành viên Hội đồng Hương Hưng Yên tại khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi là ở bên Matsuva, bên ấy là cộng đồng bà con Hưng Yên và cộng đồng người Việt ở cả nước là cũng phải căng mình chống dịch. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng hướng về quê hương, góp được một phần nhỏ bé về để ủng hộ quê hương. Những tấm lòng, những sự ủng hộ đã và đang lan tỏa mạnh mẽ ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đó là câu chuyện những tình nguyện viên ngày đêm tự làm những chiếc mũ kính chắn giọt bắn, trao tặng người dân tuyến đầu chống dịch.
là việc chị em phụ nữ chia đội phục vụ nấu cơm, cây lúa giúp đỡ các gia đình thực hiện phong tỏa cách ly, là những túi quà lương thực, thực phẩm của các mạnh thường quân, các công ty doanh nghiệp được trao tận tay người lao động. Ngoài ra thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên cũng đã tiếp nhận 100 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật phẩm như khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, lương thực của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ. Đây là những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của cộng đồng giữa mùa dịch. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua báo chí đã nhiều lần phản ánh những bất thường tại các buổi đấu giá tài sản tại nhiều địa phương. Trong đó, nhiều nhất vẫn là việc hạn chế doanh nghiệp tham gia dự thầu với nhiều lý do khác nhau, khiến cho các doanh nghiệp bức xúc cho rằng có sự khuất tất thông đồng để dìm giá gây thất thoát tài sản nhà nước. Nội dung trong phóng sự mà chúng tôi phản ánh dưới đây cũng liên quan đến câu chuyện này. Đây là những hình ảnh được ghi vào sáng ngày 8 tháng 7 năm 2021 tại văn phòng công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn, chi nhánh Hải Phòng mà doanh nghiệp cung cấp cho phóng viên. Trong đơn gửi về đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đại diện một số doanh nghiệp cho biết, theo thông báo đấu giá tài sản ngày 30 tháng 6 năm 2021, công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn sẽ tổ chức đấu giá lô phế liệu gồm 23 tài sản là hàng hóa tồn đọng đang được lưu trữ tại khu vực cảng thuộc quyền quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng vào 9 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2021. Trong thông báo cũng ghi thời gian để các đơn vị mua hồ sơ và hoàn tất các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Để mà mua được hồ sơ thì chúng tôi phải đi lại phải 5 lần mới mua được hồ sơ. Rất là vất vả. Được, văn phòng chi nhánh thì là thường xuyên là không có nhân viên để làm việc. Điều khiến các doanh nghiệp này bức xúc và cho rằng có nhiều bất thường là chỉ khi có mặt để dự phiên đấu giá vào ngày 8 tháng 7 năm 2021, họ mới đọc được thông báo là đơn vị mình không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Mà đây, công văn số 113 của Tổng cục Môi trường chỉ là một văn bản nội bộ giữa thực hiện cái cơ chế phối hợp giữa Tổng cục Môi trường và Tổng cục Hải quan. Chứ không phải là một văn bản quy phạm. Từ năm đầu năm 2020 cho tới nay thì nó đã hơn một năm rồi và không có cái cập nhật hoặc là có những cái sự thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi đối với các cái doanh nghiệp này, thì rõ ràng là vô hình chung là cơ quan tài nguyên môi trường ấy, là đã tạo ra cái sự bất bình đẳng, cạnh tranh không lành mạnh giữa các cái doanh nghiệp có chung cái ngành nghề kinh doanh này. Đã đến lúc các cơ quan như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Môi trường cần có câu trả lời xác đáng, rõ ràng về vấn đề này để tránh những phiên đấu giá gây ồn ào đến mức phải tạm dừng như của Cục Hải quan Hải Phòng vừa qua, cũng như chấm dứt những dư luận về các chiêu trò thông đồng của đơn vị đấu giá với chủ tài sản và doanh nghiệp trúng thầu để dìm giá, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Mới đây, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Hồng Phong, sinh năm 1970, trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Bị can là chủ nhà xe Đức Nguyện chạy tuyến Hải Hậu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 7 tháng 7 vừa qua, bị can đã chỉ đạo lái xe điều khiển xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh đón khách về huyện Hải Hậu. Xe khách của nhà xe Đức Nguyên đã đón hơn 40 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Trong đó 23 hành khách về huyện Hải Hậu. Ngày 11 tháng 7, công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin 2 trong 6 hành khách đi trên chuyến xe trên xuống tỉnh Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp chủ xe nhà khách đầu tiên tại tỉnh Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam do hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, tại nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng người dân lơ là vi phạm quy định phòng dịch. Tại tỉnh Vĩnh Long, Công an phường 8 thành phố Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên thiếu niên vi phạm quy định giãn cách xã hội. Nhóm 8 thanh thiếu niên độ tuổi từ 17 đến 18 tuổi đã tụ tập dừng đỗ xe dưới lòng đường, không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đề xuất quyết định xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Riêng một đối tượng trong nhóm bị phạt thêm
vì hành vi sử dụng rượu bia gây rối trật tự công cộng. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.